Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Tiếp tục trong buổi chiều muộn ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe mới về cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, em tên là Tuấn Anh ở Hải Phòng và địa chỉ của em là số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Trước màn hình nhỏ của quý vị và bạn đây sẽ là một chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2010, mang biển kiểm soát 14A38487. Đây là một chiếc Kia Morning phiên bản số sàn, động cơ 1.0, bản sport xịn anh em nhé. Bản sport xịn anh em ạ. Chiếc xe này em đang bán với giá tiền là 168 triệu đồng. Vâng, 168 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning màu bạc, bản sport xịn. Đấy, biển 14 anh. Chiếc xe này thì nó là gốc Hà Nội. Anh em nào có nhu cầu khu vực Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh mua chiếc xe này thì không có mất 20 triệu tiền biển. Đấy, đèn của chiếc xe thì anh em thấy đây, rất là sáng này. Đấy, anh em thấy đây, biển 14A38487 anh em nhé. Với giá tiền 168 triệu đồng anh em, nó có một chiếc Kia Morning 5 chỗ ngồi nhỏ gọn xinh xinh, rất là đẹp. Bốn bánh được trang bị la răng đúc nguyên bản theo xe. Dàn bốn lốp của chiếc xe thì rất là mới, bao bô lê cua lốp của chiếc xe không có vấn đề gì mục mọt anh em nhé. Được trang bị hai phanh đĩa đằng trước, la răng đúc nguyên bản theo xe và mà em vẫn đang để lổ máy anh em nhé. Chiếc xe này được tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, đăng kiểm đấy, đăng kiểm của tháng đến tháng 3 năm 2020, biển 29A này. Cái xe này thì một bác này mới mua được khoảng một năm nay rồi, gần một năm rồi. Và bác có nhu cầu mua chiếc xe mới thì là bác ấy bán chiếc xe này cho chúng em. Vâng, với giá tiền là 168 triệu đồng anh em đã có một chiếc Kia Morning rất là đẹp, bản sport xịn. Đấy, form xe kiểu dáng xe rất là ok, giá tiền thì chưa đến 200 triệu đồng. Biển 14A rất là đẹp nhá. Trang bị màn hình DVD và cam lùi rất đầy đủ. Form xe rất là chắc chắn, bốn bánh la răng đúc nguyên bản theo xe. Anh em có nhu cầu mua chiếc xe này về chạy gia đình hay chạy dịch vụ thì cũng rất là ok cho quý vị và bạn luôn này. Chúng ta sẽ vào trong xe và kiểm tra một số chức năng của chiếc xe này. Vâng, em sẽ mở hết cả các cửa ra để cho quý vị và bạn cùng xem. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái cánh trước bên phụ. Nội thất của chiếc xe là một bộ nội thất da hai màu đen đỏ rất là đẹp. Phần táp ly của chiếc xe đây anh em thấy đây cũng rất là sạch chắn. Đấy, đinh bấm dàn giật của chiếc xe không có vấn đề gì mục mọt anh em, sơn xi màu bạc. Đấy thì xe này cũng vừa về đến đây thì em tranh thủ quay lên, trời nó hơi tối nên là quý vị và bạn là có thể là xem hơi không được rõ một chút, nhưng mà cam kết cho quý vị bạn là xe không đâm đụng, không tai nạn và không ngấm nước. Đây là phần táp lô. Đấy, đây là keo chỉ này. Rất là ok cho quý vị và bạn luôn. Với giá tiền 168 triệu để có một chiếc Kia Morning bản sport xịn như thế này thì khá là ok. Đấy, đinh bấm dàn giật của chiếc xe anh em thấy đây. Đây là phần keo chỉ của chiếc xe này. Tất cả là còn nguyên vẹn, không có mục mọt gì anh em nhé. Đó, đây là phần khoang cốp của chiếc xe này. Đấy, anh em thấy đây, tất cả các đinh bấm dàn giật của nhà sản xuất này còn nguyên bản theo xe anh em nhé. Chỉ cái lắp cabo đây. Đấy, rất là ok. Kích thước lốp dự phòng của chiếc xe đây anh em nhé, đầy đủ theo xe này. Vâng, đây là phần keo chỉ cánh sau bên lái này. Vâng, đinh bấm dàn giật của chiếc xe đây anh em thấy đây. Với một chiếc xe rất là nhỏ gọn và cam kết cho quý vị bạn là xe không lỗi, anh em đã có thể là mua chiếc xe này về chạy thì rất là ok, tránh mưa tránh nắng, giá rất hợp lý nhé. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra cái phần cánh lái này, keo chỉ của chiếc xe đây anh em thấy đây, zin hết luôn này. Đây là bảng tổng điều khiển của chiếc xe này. Và đây là phần nội thất này.
Đối với dòng Kia Morning bản Sport như thế này thì được trang bị vô lăng 4 chấu anh em nhé. Vô lăng 4 chấu, hệ thống túi khí đây. Anh em mình tắt máy đi cho quý vị đèn lên này. Đấy, hệ thống túi khí này. Để cái ăn ngay anh em nhé. Đèn rất sáng luôn. Đấy, anh em thấy đây, phần táp lô của chiếc xe này không có vấn đề gì mục mọt cả. Không có vấn đề gì ở đây, rất là đẹp luôn. Trần da rất là sạch sẽ luôn anh em nhé. Nội thất chiếc xe đây, anh em có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng của mình để kiểm tra về chất lượng của chiếc xe này. Vâng, địa chỉ của em là số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Quý vị và bạn có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng của mình. Đấy, điều hòa rất là mát luôn. Hệ thống cánh cửa này, kính kiếc này, lên xuống rất là ổn định anh em nhé. Rất là ok. Đấy, 4 cánh lên xuống rất ok này. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe, chắc chỗ này hết nước rửa mui rồi, hết nước rửa kính rồi. Tất cả đều hoạt động bình thường anh em nhé. Đấy, xăng rất là nhiều rồi anh em, là đến mua xe có thể là có thể là kiếm được rất nhiều. Xe trang bị cả màn hình DVD và cam lùi. Đấy, rất là ok. Đấy, hệ thống cam lùi rất là đẹp này anh em nhé, rất là nét luôn, rất là ok cho quý vị các bạn. Nhạc trẻ đây, gì mix Việt đây. Âm thanh rất là hay nhá. Xe này tích hợp xi nhan được tích hợp trên gương cộng với lại gương kính chỉnh điện. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần lắp capo của chiếc xe này ra để kiểm tra một số chức năng cũng như máy móc của chiếc xe này. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương này, rất là sáng này. Anh em thấy đây. Đấy, anh em nhìn thấy tất cả mọi chức năng đều hoạt động rất bình thường này. Đèn gầm, đèn viếc của nó rất sáng luôn anh em nhé. Vâng, đây là tổng quan tổng thành về khoang máy của chiếc Kia Morning đời 2010 bản Sport xịn này anh em này. Còn rất là chất lượng cho quý vị bạn luôn nhé. Máy móc nổ rất êm này. Không có vấn đề gì rung lắc ở đây cả. Anh em có thể đến trực tiếp để kiểm tra về chức năng của chiếc xe này. Rất là đẹp. Đấy, rất là ok cho quý vị bạn luôn này. Rất là ok. Lắp capo chiếc xe rất là đẹp. Vâng, thì vừa rồi em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng giới thiệu cho quý vị và các bạn về mẫu xe Kia Morning bản Sport xịn, có sản xuất năm 2010. Giá tiền là 168 triệu, phiên bản số sàn, mang biển kiểm soát 14A38487. Và chiếc xe này là gốc Hà Nội. Anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, em xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.